Ba câu chuyện ngắn về quả báo bất hiếu với cha mẹ nên nghe để tránh phạm phải. Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, người xưa có câu: trong nhà có người già như một vật báu, được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng, mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới. Ai trong cuộc đời cũng trải qua tuổi thanh xuân, rồi đến khi già yếu. Cả một thời tuổi trẻ, chúng ta đã làm lụng, nuôi nấng dưỡng dục con cái nên người. Rồi đến khi về già, chân tay yếu ớt, không làm được gì, phải trông chờ vào con cháu. Ai ai rồi cũng sẽ qua chu trình tuần hoàn như thế. Người già rất cô đơn, họ rất sợ cái chết và cần lắm những lời hỏi thăm, những sự gần gũi quan tâm của con cháu. Bởi giờ đôi mắt đã mờ, đôi chân đã mỏi, nên họ chỉ có thể quanh quẩn trong góc nhà mà không thể vùng vẫy bốn phương như thời son dỗi. Những người thân yêu như vợ hay chồng, cha mẹ, bạn bè cũng đã không ít người dần khuất xa, nên niềm vui duy nhất còn lại của họ chính là con cháu. Người ta thường nói, người già hóa trẻ con. Thật đúng, bởi khi tuổi tác đã cao, tâm trí cũng theo đó mà không còn sáng suốt. Suốt ngày bầu bạn với góc nhà, nên họ hay nghĩ lung tung, xoay quanh về những điều ấn tượng trong quá khứ, và đôi lúc tự nói một mình suốt ngày những việc không đâu vào đâu. Họ cũng không thể nhanh nhẹn trong ăn uống hay tự vệ sinh cho chính mình, bệnh tật cũng nhiều hơn trước. Là phận làm con, đáng lẽ khi cha mẹ già cần bờ vai nương tựa của chúng ta thì chúng ta phải làm tròn bổn phận ấy mới đúng. Bởi hãy nghĩ đến thời thơ bé, cha mẹ chăm chúng ta khôn lớn, có phải vất vả như chúng ta chăm cha mẹ lúc về già? Mà sự thật, việc chăm sóc dưỡng dục con trẻ nên người còn tốn công sức, tiền bạc và thời gian hơn gấp nhiều lần so với sự phụng dưỡng cha mẹ già. Vậy mà có những người con khi lớn lên chỉ quan tâm đến việc chăm lo gia đình của bản thân mà vô tình quên đi sự dưỡng dục của đấng sinh thành. Họ lại xem cha mẹ già của mình chính là gánh nặng, đối xử tàn nhẫn đến lạnh lùng. Điều ấy cũng đồng nghĩa như họ đã đánh mất báu vật của chính mình. Họa cũng theo đó mà kéo tới, bởi trời xanh có mắt, sống ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm ba câu chuyện sau đây, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, người con một được mẹ chăm lo, thương yêu hết mực từ tấm bé. Ông Vang vốn là con một trong gia đình thương nhân khá giả ngoài Bắc. Vì là con trai duy nhất nên ông được mẹ hết sức thương yêu, cưng chiều. Cho đến khi lấy vợ, ông vẫn được mẹ thương yêu hết mực. Mẹ ông Vang là một nhà buôn vốn nhanh nhẹn, tháo vát, nên đã dạy cho ông Vang mọi việc làm ăn. Do đó, cuộc sống gia đình ông rất phát đạt và là niềm ao ước của nhiều người đương thời. Ông Vang vốn sống sung sướng từ nhỏ, nhà lại ăn nên làm ra, quanh năm sung túc, nên bản tính rất coi trọng sĩ diện, hào nhoáng bên ngoài. Ông thường giao du với những người giàu có, coi thường người nghèo và hiếm khi bố thí, bản chất lại nóng nảy. Theo thời gian, mẹ ông Vang già đi, chẳng thể chợ búa buôn bán gì được nữa. Một lần, mẹ ông ra ngoài vào buổi sáng sớm và bị trúng gió. Sau đó chẳng may chuyển qua tai biến và bị liệt nửa người. Từ dạo đó, bà suốt ngày chỉ có thể ngồi trên giường, muốn đi vệ sinh phải có người giúp đỡ. Ông Vang thấy vậy, không những không thương mà còn tỏ vẻ khó chịu với bà cụ.
ông không cho cụ ở nhà trên, mà sợ phải dọn dẹp, sợ mùi hôi thối, nên ông xây một cái chòi bé xíu tầm 6 mét vuông để bà ra ở đó. Cái chòi ấy ngay cạnh bếp, đằng trước là giếng và đằng sau là nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh hay xuống bếp đều phải đi qua chỗ cụ nằm. Có lần bà con đến chơi, đi xuống giếng rửa chân thì thấy bà cụ ngồi co ro trong gió nhà tối tăm, nồng nặc mùi nước tiểu, muỗi bay vo ve đầy phòng. Bà cụ cứ lấy tay lần lên đầu để tự bắt cháy, trông rất tội nghiệp. Vợ ông Vang thấy xót, nhiều lần khuyên ông đưa cụ lên nhà trên, nhưng ông nhất quyết không cho mà còn đánh và mắng vợ té tát. Vì cụ chỉ liệt hai chân nên thức ăn cụ vẫn phải tự xúc. Ông Vang mặc nhiên sống trong căn nhà to rộng sạch đẹp, chẳng bao giờ đoái hoài đến người mẹ già đang nằm trong căn phòng 6 mét vuông dưới bếp. Đã vậy, những người con của ông Vang cũng học theo cha, chẳng mảy may quan tâm hay thương xót bà nội. Một ngày kia, khi vợ ông Vang mang cơm xuống cho cụ, thì thấy xác cụ lạnh ngắt, đang dựa vào tường, hai tay co quắp, đôi mắt mở to bất thường, cứ chừng chừng nhìn vào khoảng không vô tận. Sau 9 năm ở trong căn chòi hưu quạnh, bà cụ đã ra đi trong chính sự ghẻ lạnh, đối xử tàn nhẫn của đứa con ruột mà cụ đã thương yêu, dưỡng dục cả một đời. Những câu chuyện kỳ lạ kèm theo tai ương từ hôm ấy liên tục kéo đến. Ông Vang phải thuê người đến bó xác cụ. Vì xác đã cứng nên khi cho nằm thẳng ra rất khó. Điều kỳ lạ là người ta vút thế nào mắt cụ vẫn mở to, không tài nào nhắm lại được. Dù có khấn vái kiểu gì cũng chịu, mọi người đành để thế. Rồi người ta đẩy một tấm vải màu vàng che mặt cụ. Đôi khi đôi mắt kia tuy bị che khuất, nhưng đằng sau lớp vải mỏng ấy nó vẫn không hề khép lại. Người bó xác cho bà cụ trước lúc về có nói với ông Vang rằng: sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió, gia đình hãy cẩn thận. Vậy mà ông Vang bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người niệm xác. Lo đám ma cho cụ xong xuôi, ông như chút được gánh nặng, vui sướng ra mặt, bán luôn chiếc xe đạp để mua chiếc cúp, vì cũng mới thu được một khoản tiền từ đám ma. Thời đó cuộc sống còn lạc hậu nên có chiếc cúp là thuộc hạng sang chảnh trong làng. Ngày thứ bảy kể từ khi bà cụ mất thì trong nhà xảy ra chuyện lạ. Ở cái ao phía cuối vườn nhà ông Vang, lũ cá thi nhau nhảy lên bờ, cứ rãy đành đạch. Ba người con ông thấy thế ùa ra xem với vẻ thích thú. Cá to thì bắt bò vào rổ, cá nhỏ lại thả xuống. Cá cứ phi lên cạn liên tục, nhiều con đâm đầu vào gạch đá ven bờ chảy máu, mùi tanh nồng nặc bắt đầu bốc lên. Một lát sau thì cá không nhảy nữa. Vợ ông Vang lắc đầu bảo: chim sa cá lặn, cá nó nhảy lên bờ thế này là độc lắm. Quả không sai, ngay đêm đó, con trai cả nhà ông Vang đang ngủ bỗng tỉnh dậy hét toáng lên. Ông bà chạy vào hỏi thì cậu ta cứ chỉ xuống chân giường. Có người nào đó cứ ngồi dưới chân tường nhìn con. Ông bà Vân nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng đều hiểu là con trai họ vừa trải qua chuyện gì. Bà Vân lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp hương, vừa khấn bà cụ vừa thút thít khóc. Bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua, bát hương đổ ụp xuống, chân nhang văng tung tóe, cả nhà ngơ ngác không hiểu tại sao. Ông Vân vội vàng dựng lại bát hương bà cụ rồi xua cả nhà đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, ông bà gọi các con dậy ăn sáng thì người con trai thứ hai của ông Vân hốt hoảng chạy từ trong buồng ra. Thầy u vào xem anh cả bị làm sao ấy. Ông bà lo lắng chạy đến giường thì thấy người con cả lạnh toát, thân thể mềm nhũn bất tỉnh. Ông Vân vội vàng bế con vào bệnh viện huyện.
người con cả bị trúng gió. Cũng may cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, chỉ vài ngày sau là xuất viện. Ông bà Vân mải kinh doanh nên không để ý nhiều tới sự thay đổi của con và cũng không mảy may suy nghĩ về cái đêm hôm trước nữa. Ông bà nghĩ bà cụ mới mất chắc nhớ nhà nên về thôi. Người thân mà, không việc gì phải sợ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ông Vân hàng ngày vẫn đi lượn lờ quanh khu cùng chiếc cúp 67 với vẻ huênh hoang đắc chí. Báo mộng cho người con bất hiếu. Một buổi tối nọ, ông Vân đi chơi về muộn. Sau khi cất chiếc xe xong, leo lên giường ngủ thì cứ thấy lòng dạ bồn chồn. Ông đang mơ màng, bỗng thấy có người đàn bà dáng vẻ gầy gò ngồi trên chiếc xe, vừa ngồi vừa bóp còi inh ỏi. Ông Vân vội vàng tung màn chạy ra xem vì sợ có trộm. Ông vừa lao đến thì người đàn bà ấy đi nhanh về phía sau nhà. Ông vác dép đuổi theo, vừa chạy vừa hô: "Trộm, trộm!" Người đàn bà ấy chạy đến cái ao sau nhà ông Vân thì quay lại nói: "Mẹ mày đây mà." Nói xong bà biến mất. Ông Vân cũng giật mình tỉnh giấc. Ông vội vàng nhìn ra chiếc xe, nó vẫn im lìm chỗ cũ. Ông dậy thắp ngọn nến, đốt nén hương thắp cho bà cụ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, ông lẩm bẩm: "Con có lỗi với U, U tha lỗi cho con, mong U sớm siêu thoát." Ông vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên thì ánh mắt như bị hút luôn vào tấm di ảnh của bà cụ đặt trên bàn thờ. Giữa làn khói hương mờ đục, ông cảm giác như thấy đôi mắt nheo nheo thường ngày của bà cụ chợt dần mở to ra, khuôn miệng khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn bã thất vọng đến khó tả. Ông chợt nhìn lại thật kỹ thì tấm di ảnh vẫn nằm nguyên đó, bình thường như mọi ngày. Mọi việc vẫn yên ắng, lặng bình thường. Ông cho rằng mình hoa mắt thôi và lại vào giường ngủ lại. Sáng hôm sau thức giấc, đầu óc ông Vân có chút choáng váng, mắt mũi lờ đờ như người vừa ốm dậy. Mấy ngày tiếp theo, ông chẳng tiết bán hàng hay đi lượn lờ nữa. Cả ngày ông chỉ quanh quẩn, không dám nhìn lên bàn thờ bà cụ. Ông Vân chợt nhớ đến lời người bó xác cho bà cụ hôm đó: sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió. Tò mò, ông cũng muốn hỏi xem tại sao người niệm xác lại nói như vậy. Lời người niệm xác. Vừa gặp người niệm xác, ông Vân hỏi: "Lần trước chú bó xác cho bà cụ nhà tôi có chuyện gì bất thường không mà lại dặn gia đình tôi phải cẩn thận?" "Chắc nhà bác có chuyện rồi nên bác mới tìm đến em chứ gì." "Nhà tôi đúng là có chuyện thật. Mấy hôm nay tôi thấy U tôi về." Người niệm xác nhìn ông Vân hồi lâu, thở dài lắc đầu: "Em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến thấy phong bà cụ nhà anh rất lạ. Bình thường người già chết, họ hay lưu luyến nhìn con cháu, nhưng cụ lại không như vậy. Cụ cứ nhìn vào anh, trông rất buồn bã và giận dỗi. Thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ?" Ông Vân lo lắng hỏi. "Em chịu thôi bác ạ. Em chỉ nhìn thấy phong chứ không có khả năng chế ngự. Tốt nhất là anh về thành tâm sám hối với bà cụ, tụng kinh cho cụ sớm siêu thoát." Ông Vân lặng lặng ra về. Thay vì lo sợ, ông lại cảm thấy bực bội trách bà cụ. Tại sao mẹ ông lại về dọa con cháu? Sao cụ lại làm con ông phải đi viện? Bà Vân nghe chuyện ông là người tàn nhẫn, mẹ thương yêu ông như thế, mà lúc mẹ còn sống, ông không hề quan tâm chăm sóc, nên giờ mới xảy ra sự việc như vậy. Ông Vân chẳng những không ăn năn mà còn bực tức quát vợ: "Lúc còn sống, U đã làm khổ cái nhà này, bây giờ chết rồi cũng không tha." Câu nói trong lúc nóng giận đã đi quá giới hạn. Đêm đó, ông Vân đi ngủ như thường lệ. Vừa thiếp đi không lâu
thì ông thấy bóng dáng bà cụ, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt sâu buồn bã. Cụ vẫn ở trên chiếc giường nhỏ bé ở căn chòi 6 mét vuông kia. Có lẽ đã rất lâu ông mới nhìn gương mặt bà cụ được rõ như thế. Đây chính là hình ảnh bà cụ lúc còn sống bị ông chăm sóc không chu đáo, ăn uống thất thường, lại thêm phần buồn tủi nên ra đi như vậy. Bỗng nhiên bà cụ khẽ nói: "Mẹ lạnh lắm con ơi, những năm tháng phải sống cô độc, buồn tủi dưới căn phòng kia thật lạnh lẽo." Bà cụ vừa nói vừa khóc, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Kể từ hôm bà cụ về, ông Vân đều uống thuốc an thần để ngủ, nhưng những câu chuyện kỳ lạ vẫn không hề dừng lại. Và một buổi sáng sớm, cả nhà ông Vân đang dọn hàng thì thấy một con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nó bay vòng vòng rồi đậu lên di ảnh của bà cụ. Người con cả thấy thế la toáng lên: "Thầy ơi, bà về kìa!" Ông Vân chạy vào lôi cậu con ra ngoài quát: "Đấy là con chim chứ không phải là bà, mày ra dọn hàng đi." Sau đó ông Vân xua đuổi con chim sẻ ra ngoài, nhưng nó nhất quyết không đi mà cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng nó bay vòng ra phía sau, bay thẳng vào căn nhà 6 mét vuông rồi mất hút. Dù bị đối xử tàn nhẫn và đã khuất, nhưng bà cụ vẫn cố gắng bảo vệ con cháu. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 49 ngày bà cụ mất. Ông Vân đang ngồi tính toán xem nên mời ai và làm bao nhiêu mâm cỗ thì có tiếng khóc thút thít ở trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì thì ra là bà Vân đang nằm khóc. Bà khóc nhiều lắm. Một lát sau mới bình tĩnh kể lại: "Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà Vân vào phòng nghỉ ngơi. Đang nằm mơ màng thì bà ngửi thấy có mùi hôi thối từ đâu bốc lên, khiến bà rất khó chịu. Bà ngó quanh quần khắp nhà, vẫn chẳng biết cái mùi quái dị kia phát ra từ chỗ nào. Bà nghĩ đơn giản, chắc trong nhà có chuột chết nên mùi mới như thế. Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà. Nhưng lạ thật, bà vừa mở cửa thì những làn khói mờ mờ ảo ảo ùa vào. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần hiện ra một người phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc giường nhỏ bé. Người ấy từ từ quay lại. Bà Vân thấy đó là bà cụ. Trông cụ thật tội nghiệp vô cùng. Hai hốc mắt sâu hoắm, thân hình teo tóp, gương mặt nhăn nheo hốc hác. Từ không trung bất ngờ hiện ra hai người đàn ông mặt mày hung tợn, giống quỷ sai dưới địa ngục, tiến về phía bà Vân. Bà sợ quá lùi người lại, rồi chạy thẳng đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn ở đó, cụ lặng lẽ đứng dậy, giang hai tay che chở cho con dâu. Bà Vân sợ hãi đến tột độ, cứ nép vào một góc tường. Hai người đàn ông kia cứ tiến đến gần chỗ bà cụ. Chúng cố gắng bắt lấy bà Vân, nhưng bà cụ đã hết sức ngăn cản nói: chạy đi con." Bà Vân run đến nỗi không thể chạy nổi, rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương khi bà cụ cố bảo vệ mình, nước mắt từ đâu tuôn rơi lã chã. Bà Vân linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột. Bà muốn ông Vân đưa bà đi xem bói, nhưng ông Vân không chịu. Ông cho rằng bà Vân mệt quá nên mơ màng, hốt hoảng. Ông còn nói nếu cố tình đi xem bói thì đừng trách ông tàn nhẫn. Tai họa bắt đầu giáng xuống. Sau khi làm xong lễ 49 ngày cho bà cụ, trong lòng bà Vân lúc nào cũng no lơm lớp. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ám ảnh trong tâm trí bà, khiến bà không thể nào tập trung làm gì được. Rồi thì cái gì đến cũng đến. Chiều hôm đó, ông bà Vân đang bán hàng như thường lệ thì lũ trẻ hàng xóm từ đâu chạy về la ầm lên: "Anh Cam mất tích dưới sông Thượng rồi!" Như sét đánh ngang tai, ông bà chạy xuống đến nơi thì thấy người ta đang kéo xác người con thứ vào bờ,
bà Vân ngã quỵ, khóc lóc vật vã. Linh cảm của người mẹ đâu có sai. Năm đó người con thứ vừa tròn 13 tuổi. Chưa đầy 2 tháng mà nhà ông Vân đã có 2 cái tang. Lần này cố nén nỗi đau, bà Vân bắt chồng đi xem bói cho bằng được. Hai vợ chồng ông Vân tham khảo khắp nơi rồi mới quyết định vào tận Thanh Hóa xem một ông thầy nghe nói là giỏi lắm. Lúc ông bà Vân vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi vào. Thầy còn biết trước là hôm nay sẽ gặp ông bà Vân. Và bây giờ ông bà mới vỡ lẽ. Thì ra bà cụ chết vào giờ âm khí rất nặng, nên sau vài ngày cụ mất, cá trong ao thi nhau nhảy lên bờ chết. Do tội nghiệp ông Vân gây ra quá lớn nên bọn quỷ đòi bà cụ 2 tên tuổi người thân để chúng bắt hết xuống, đặc biệt là đàn ông trong nhà. Dù rất tức giận vì con cháu đối xử tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm bà cụ vẫn xót không chịu khai, nhất quyết cố gắng báo mộng về cho con dâu để tìm cách hóa giải, nên bà Vân mới gặp giấc mộng như hôm bữa. Tuy nhiên, bà Vân lần nữa mãi không đi, do đó cậu con trai thứ mới bị quỷ sai bắt trước. Ông Vân nghe đến đó mà đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung, cầu thầy bói giúp đỡ. Thầy bói chỉ còn cách chống đỡ tạm thời là đem vong linh bà cụ đến nương nhờ cửa chùa thanh tịnh. Còn nhà ông Vân nên tìm nơi khác sinh sống vì khu đất nhà giờ đã quá dữ. Cố gắng sám hối, làm nhiều việc thiện hơn nữa. Dù làm theo lời thầy bói, nhưng bản thân không sám hối, không thành tâm tu dưỡng đức hạnh, không làm việc thiện nên cái gì đến cũng phải đến. Một thời gian sau, gia đình ông Vân bán nhà, chuyển vào Nam mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Sau một thời gian lao vào công việc, ông Vân cũng quên dần chuyện bà cụ. Bản tính vẫn nóng nảy kiêu ngạo như trước, lại không thành tâm ăn năn sám hối và làm việc thiện. Không lâu sau, công việc làm ăn của ông bị phá sản, tiền bạc tiêu tán. Nhiều năm tiếp theo, các tai họa cứ theo nhau ập tới. Căn nhà ông đang ở bị cháy rụi mất hết, còn ông Vân lại hay đau ốm liên miên, không làm được việc nặng. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi người con trai cả 25 tuổi thì phát hiện bị u não. Sau thời gian chữa trị tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì người con cả qua đời. Nhà ông Vân tuyệt tự từ đây. Ông bà Vân lâm vào cảnh sa sút khốn đốn, đến nỗi phải gọi điện thoại về bác vay tiền họ hàng. Mọi người cũng thương, mỗi người đóng góp một chút gửi vào đấy cho ông bà Vân làm vốn sống tạm qua ngày. Nhưng dần sau đấy, dân làng không còn tin tức gì của ông bà Vân nữa. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mẹ ông Vân suốt cả một đời lam lũ nuôi ông khôn lớn, dành hết mọi yêu thương. Vậy mà khi bà không còn sức lực, không phụ giúp được ông nữa, thì ông Vân lại xem bà như một gánh nặng. Phũ phàng hết mọi công ơn của bà cụ trước đây, bỏ mặc bà đói lạnh, buồn tẻ trong căn chòi hưu quạnh. Những đứa con cháu dù đã lớn, có nhận thức đầy đủ, nhưng học theo thói của cha, coi khinh ông bà. Do đó, cái kết cũng thật đáng buồn. Vợ ông Vân tuy xót thương mẹ chồng, nhưng cũng vì cuộc sống bon chen bận rộn, phần vì sợ chồng mà không thể chăm lo cho bà cụ chu đáo, rồi phải chịu họa lây. Báo ứng nhãn tiền đến với cả gia đình ông Vân chính là cái giá phải trả cho những sai lầm mà ông Vân đã gây ra. Người ta thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, vốn là như vậy. Người con có hiếu thì sẽ được người đời ca tụng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Khi làm tròn đạo hiếu, cũng như chính bạn đang gieo nhân duyên tốt lành cho chính mình. Đừng vì cuộc sống bản thân trước mắt mà phủ nhận hết công lao sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, để rồi phải chịu lấy cái kết cay đắng như của ông Vân. Câu chuyện thứ hai: con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ cha đói chết. Câu chuyện kể về một gia đình gồm 8 người. Trong một khoảng thời gian ngắn xảy ra
bi kịch mà khắp mọi người tỉnh Cát Lâm ai cũng biết. Mặc dù đa số họ không hiểu về Phật Pháp, nhưng họ đều cho rằng đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao nhiêu năm dốc sức cày cấy, nuôi dưỡng 6 người con gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha làm mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra ở riêng, sắm đủ của hồi môn để gả cho con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời, trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ, nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dần đến bán thân bất toại, phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con gồm trai lẫn gái và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người. Chưa tính đến cháu đã đối đãi như thế nào đối với người mẹ cả đời gian khổ vì con này. Mới đầu họ sắp xếp 2 người một nhóm luân phiên nhau chăm sóc mẹ, nhưng chẳng bao lâu vợ chồng 3 người con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra tranh cãi, vì vậy họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu ba con trai còn cho mẹ ăn. Sau đó họ nghĩ nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên ba cô con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng món chi cả. Do con gái và ba cô con dâu không thuận hòa, nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến thăm. Có lần ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện ra bà yếu đến mức không còn sức, ghé sát tai mới nghe bà thều thào: "Mẹ đói." Thế là họ vội tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ ba nàng dâu thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chạy đến chỗ mẹ chồng đang nằm, lớn tiếng quát lớn: "Bà mới dùng xong 2 chén cháo, sao còn đòi ăn nữa? Có phải là muốn chết hay không? Bà nói vậy khiến con gái bà tưởng là chúng tôi bất hiếu đấy." Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng thêm một chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô con gái thừa dịp chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào sờ bụng mẹ hóp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá. Thế là hôm sau, ba cô gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó được tăng lực, bà mách nhỏ với ba con gái: "Các con không đến thì tụi nó một chút cơm nước cũng chỉ ít cho mẹ dùng. Chúng muốn để cho mẹ chết đói đó." Mấy ngày sau, ba cô con gái lại mang đến cho mẹ thức ăn ngon để tẩm bổ. Con gái đang cho bà ăn thì bị ba anh trai nhìn thấy, họ liền vào giật lại ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn. Vẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng, viện cớ là bà bị bệnh xuất huyết não, không thể cho ăn đồ bổ được, dễ bị xuất huyết. Họ bảo: "Các cô mà làm mẹ chết thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ thì hãy rước mẹ về mà lo, đừng có tới đây chăm ăn mà không chịu cương mang." Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc lan ra cả thôn đều biết. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Sự phẫn nộ bỏ mẹ đói khát khiến cho bà cụ xấu số bất tận đã phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc lóc kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng mã được ném đầy lên không trung, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau đó, cậu con trai cả bị nghẽn mạch máu não phải vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu sống nhưng trở thành liệt nửa người, tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện được một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả tiếp nối vào bệnh viện.
họ cũng bị y chang chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này vẫn còn chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng đồng chứng bệnh như trên, phải nhập viện gấp. Cô gái thứ hai xuất viện được 2 ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não mà bị thùng bao tử. Cô này vẫn còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt đa phần đều bị gãy. Xương gối trái thì bị nứt, gối phải dập nát, suốt mấy ngày liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy 1 năm, thì con trai, con gái, con dâu, con rể đã liên tục nối đuôi nhau vào bệnh viện. Người nào đi ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người đã bình luận trường hợp của họ thế này: bệnh viện tình đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt vì thu được bộn tiền. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ đồn vang khắp nơi. Ai cũng biết, chuyện của họ trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc hay nhàn rỗi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng mất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông thêm 1 nạn nữa, làm tổn thương não, thành ra người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị bệnh này dày vò hơn 1 năm thì chết. Tiếp theo nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể, cháu trai cháu gái nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc. Nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạy lòng. Chỉ mong các vị thiện tri thức dạy cho họ Phật Pháp để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh. Kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng nổi. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đói khát, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mách, quan chưa tra, họ tuy không bị quốc pháp trừng trị, thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà có thoát. Những người con bất hiếu này, từng người đều thọ ác báo. Đây thật là vạn sự vật trên đời đều mang thuyết pháp cho chúng ta thấy. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân, người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng Phật Pháp đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do chính bạn quyết định. Câu chuyện thứ 3, ngược đãi mẹ chồng. Lúc còn nhỏ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe thấy người lớn dạy bảo rằng con gái bất hiếu sẽ bị thiên lôi đánh chết. Khi lớn hơn một chút, người ta cho rằng những câu nói như thế này là do người lớn nghĩ ra để giáo dục con cái mà thôi. Nhưng trong xã hội từ xưa đến nay đã từng xảy ra rất nhiều những sự việc như thế. Dưới đây là một trường hợp điển hình. Ở huyện bên, có một thôn tên là Thượng Liễu, có một gia đình gồm 2 vợ chồng chàng trai trẻ và mẹ già sống cùng nhau. Bởi vì bà lão đã già, không làm được việc gì giúp 2 vợ chồng người con trai. Hơn nữa, bà lại thường xuyên đau ốm nên người con dâu cảm thấy bực bội trong lòng. Cô thường xuyên đối xử không tốt với bà. Bà lão cũng biết rõ nhưng đều đựng cho qua chuyện. Vào ngày gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, người con trai mua một ít thịt heo về và bảo vợ làm sùi cào cho mẹ ăn. Ai ngờ người con dâu vì oán giận mẹ chồng nên đã giấu miếng thịt heo đi, rồi lấy thứ khác thế vào trong bánh làm nhân để cho mẹ chồng ăn. Bà cụ không hay biết gì nên cứ ăn, cứ nói mãi: nhân bánh dai thế, mẹ nhai không nổi. Bởi vì răng lợi của bà cụ không còn tốt nên ăn bánh mãi mà không nuốt được. Về sau sự thật bị bại lộ, rất nhiều người đều biết chuyện này.
ai cũng bàn luận về việc người con dâu này bất hiếu đến nhường nào. Một hôm, người con dâu ra đồng làm cỏ, bỗng nhiên mây đen kéo đến đen kịt, sấm sét ầm ầm. Cô liền vội vàng cùng với một người phụ nữ khác cũng đang làm việc ngoài đồng, chạy đến núp vào trong một lò gạch ở gần đó. Tuy nhiên, tiếng sấm sét cứ không ngừng nổ vang trên đầu họ. Lúc đó, người phụ nữ kia đứng tựa vào vách cửa, còn con dâu đứng ở bên trong. Sấm sét cứ như là có mắt, không chịu rời khỏi họ. Hai người họ sợ đến hồn bay phách lạc. Tiếng sét thứ nhất vang lên, đánh trúng ngay người phụ nữ đứng ở cửa, đẩy bà ấy ngã sang một bên, nhưng chỉ là cổ bà bị thương nhẹ. Tiếng sét thứ hai lại đến, đánh trúng ngay vào người con dâu bất hiếu kia, khiến cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Người con dâu ấy không chết ngay mà sống được thêm 7 ngày nữa, nhưng chỉ có cặp mắt là cử động được. 7 ngày sau khi mất, mọi người ở các nơi đều kéo đến xem. Ai cũng bảo rằng đây là ông trời báo ứng. Người xưa có câu, trong 100 cái thiện thì hiếu đứng đầu. Khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy rằng, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình, chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm vui hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang lại cho chính mình sự an lạc, bình an. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong xã hội, mỗi một công dân trong một quốc gia có an lạc, bình an thì xã hội quốc gia đó mới có an lạc, bình an. Và mỗi xã hội, mỗi quốc gia có an lạc, bình an thì thế giới của chúng ta mới được an lạc, bình an. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt, lý và sự. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, mà lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ, mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Còn đối với người ngược đãi cha mẹ, sẽ chịu quả báo, phúc báo, có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Hiếu thảo và bất hiếu đều không nằm ngoài phạm vi nhân quả. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.